Hello, xin chào tất cả các bạn. Như các bạn đã biết thì Việt Nam của chúng ta là một nước có khí hậu nhiệt đới số 1, có độ ẩm môi trường trung bình trên dưới 80%. Vì vậy, đây là môi trường cực kỳ lý tưởng để ẩm mốc có thể sinh sôi và phát triển trên các thiết bị máy ảnh DSLR của chúng ta, gây nên hiện tượng rễ tre trên ống kính. Và đó là một bệnh cực kỳ khó chịu và nguy hiểm mà các bạn cần phải đề phòng để đảm bảo an toàn cho các thiết bị. Ok, vì vậy mà hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn cách đơn giản để chúng ta có thể bảo quản máy ảnh DSLR khỏi hiện tượng rễ tre trên ống lens hay sensor của cảm biến máy ảnh nhé. Và đầu tiên thì các bạn cần chuẩn bị cho mình 200g hạt hút ẩm, 1 chiếc ẩm kế để đo độ ẩm này. Chúng ta có thể tìm mua trên Lazada, mình để link bên dưới để các bạn có thể tham khảo nhé. Đây là ẩm kế của chúng ta, mình sẽ lắp pin vào nhé. Và các bạn lưu ý là chúng ta sẽ cho phần dương của pin xoay lên phía trên như thế này. Ok, và mình sẽ sử dụng hộp lưu trữ thực phẩm này để làm hộp chống ẩm nhé. Và lưu ý là chúng ta chọn loại hộp nào có xoăn cao su làm kín hơi như thế này để cách ly môi trường bên trong và bên ngoài của hộp. Bây giờ chúng ta sẽ gắn ẩm kế này vào phần nắp nhé. Như thế này là được. Ok, và đối với chiếc hộp có thể tích nhỏ như thế này thì mình chỉ cần sử dụng gói hạt hút ẩm 100g như vậy là đủ. Và chúng ta sẽ giữ phần này lại này. Sau đó các bạn sắp xếp thiết bị của mình vào cho hợp lý nhé. Khi nào độ ẩm bên trong hộp của chúng ta giảm quá ngưỡng dưới 30% thì chúng ta chỉ cần mở nắp hộp ra một chút để độ ẩm bên ngoài lọt vào cho tới khi đạt ngưỡng thích hợp từ 40-50% là được. Hoặc các bạn cũng có thể cho hạt hút ẩm vào bên trong một túi ni lông có khoét lỗ để kìm hãm tác dụng của nó lại. Và như các bạn thấy thì độ ẩm của chúng ta đang tăng dần lên. Ok, như vậy là độ ẩm của chúng ta đã đạt ngưỡng thích hợp rồi nhé. Và sau một thời gian sử dụng thì hạt hút ẩm của chúng ta sẽ no nước và chuyển từ màu xanh dương biển sang màu hồng nhạt như thế này. Thì chúng ta chỉ cần thay đổi hai gói này cho nhau. Còn gói này, chúng ta sẽ cho vào một chiếc thau bằng kim loại này. Sau đó các bạn đem ra phơi nắng. Hoặc các bạn cũng có thể dùng một chiếc máy sấy để sấy khô trở lại. Mình sẽ sấy thử cho các bạn xem nhé. Cũng khá là ok rồi. Thì các bạn cứ sấy đến khi nào hạt chuyển sang màu xanh như thế này là ok. Ok, như vậy là chưa với hơn 100k thì chúng ta đã sở hữu trong tay chiếc hộp chống ẩm móc cho thiết bị máy ảnh DSLR.
Hy vọng là các bạn sẽ thích video này. Mình là Nam, chúc các bạn thành công.